dành cho bạn luôn. Để xem ngày hôm nay chúng ta bay ở ngoài bên kia em kìa, trông như Superman anh em nhờ, không có Skywing gì cả, lạ với ta, nhảy xuống vẫn bình thường. Tiếp theo là chạy dưới nước à? Cái này thì mình nghĩ nó là một cái mẹo thôi, một cái mẹo mà khi mà người phóng xe xuống nước sau đó là thoát ra. Nghĩ là như vậy. Hòm tiếp tế có cái gì đâu. Tự nhiên có vệt xanh này, không phải hòm thính anh em nhé, lạ nhở. What? Hòm thính chạy kìa anh em kìa. Mà những cái tình huống này anh em có thể giải đáp được không? Chứ mình là mình bó tay luôn rồi anh em ạ. Dù mình mà đang cần ký bạc uy tín thì đừng quên ghé vô tiểu sứ của sư đệ nha. Cái gì đây? Em đố anh biết top 5 YouTuber nổi tiếng nhất FIFA là ai? Đơn giản, nhưng trước hết mình thách các bạn có thể ấn được nút like và nút đăng ký bằng cái nắm đấm. Bạn nào mà làm được thì mình sẽ có một món quà siêu bất ngờ dành cho các bạn luôn. Còn bây giờ thì lẹt gấu đi thôi nào. Top 1 thì chắc chắn là bắt gấu rồi. Top 2 là đầy. Top 3 thì sao nhở? Đức Mõm. Top 4 cũng là Kira. Còn top 5 thì sao? Khó nhở, em cũng không biết nữa. Mình đố các bạn biết làm trong vị trí top 5 ngày hôm nay là ai? Comment cho mình và các bạn cùng biết nha. Các bạn ơi, mình gần lên huyền thoại rồi, mà khổ lỗi nút like và nút đăng ký của mình bị anh YouTube khóa mẹ nó rồi. Các bạn giúp mình mở khóa bằng cách ấn nút like từ màu xám sang màu xanh, nút đăng kia từ màu đỏ sang màu xám trong 3 giây với, làm được mình bái làm sư phụ luôn. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã mở khóa nhé. Bây giờ thì chiến thua nào. Có tiếng nhảy dù ở đâu đây? À, thanh niên nhảy xuống mà ngáo ngơ quá. Xin nhẹ cái nồi cơm điện nhé. Chạy gãy cả chân cuối cùng cũng thấy người. Bắn toàn vào người thôi. Nhưng không sao, bắn đơn giản thôi. Hiệu quả là được. Cô gái không chạy đi còn đứng đây làm gì? Xin nhẹ hai viên vào đầu. Sony A luôn à? Sony A mà không có Dimitri thì cũng phế vật thôi. Hết bà keo luôn rồi. Máu còn yếu nữa. Nếu các bạn nghĩ mình cân được thanh niên này để lấy top 1 thì ấn đăng ký. Không tin thì ấn like trong 3 giây nhé. 3, 2, 1. Thanh niên bắn MB còn mình thì bắn shotgun. Lên ăn được thanh niên này là điều dễ hiểu thôi. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng mình. Bây giờ thẳng tiến lên huyền thoại nào. Chỉ còn một tí điểm nữa thôi là mình lên siêu huyền thoại 4 sao rồi. Mà các bạn ơi giúp mình với. Hiện tại nút like và đăng ký của mình bị khóa rồi. Trong 3 giây nếu bạn nào mà ấn được nút like và đăng ký thì mình sẽ tặng một món quà hấp dẫn nha. 3, 2, 1. Cảm ơn các bạn đã like và đăng ký. Bây giờ mọi người cùng theo chân mình càn quét bản đồ nào. Định chạy đi đâu vậy cu? Đồng đội chặn ba đầu rồi chạy bằng niềm tin bạn à? Đắp ngay được mạng đầu tiên. Á đồ mẹ nó. Giảm bắn nén anh à. Bật chờ Zono nè. Bắn hộ bố mày cái luôn. Sắc quân bắn quá mạnh luôn. Thằng này liều. Thấy biểu tượng vua hạ ngục trên đầu không? Thôi để anh giúp chú ra chơi trận mới. Chứ hồi sinh làm gì nữa. Súng tỉa bắn quá mạnh luôn, phá keo nó đi đồng đội. Tự nhiên bù liếm thêm một kiểu nữa. Mon chim liền. Có con chim gãy cánh rơi xuống đây nè. Thôi xong, xin lỗi đồng đội vì đã KS nhé. Xong luôn, còn thằng cuối đồng đội bắn mẹ nó rồi. Tấp 16 kill, lên luôn siêu huyền thoại 4 sao rồi các bạn ơi. Ngày hôm nay mình đi ghép ngẫu nhiên thì bất ngờ gặp được hai kẻ hủy diệt. Không biết là hai bạn này có hủy diệt mình và đồng đội hay không. Vì vậy mình sẽ quyết định chôn kẻ hủy diệt như cái cách mà bạn đã nhốt keo bao nhiêu người khác. Nhưng mình không thể ngờ được bạn ấy vẫn có thể thoát ra sau vài trận đấu. Và cuối cùng mình cũng có thời cơ để hủy diệt bạn này. Mình sẽ chôn kẻ hủy diệt bằng cách đặt keo tròn ra, rồi sau đó cứu bạn này dậy và nhảy lên đầu bạn ấy là mình có thể thoát ra. Nhưng mình không ngờ chuyện này có thể xảy ra. Bạn ấy bật Santilo và thoát ra ngoài. Cuối cùng mình là người hủy diệt mình. Sau bao nhiêu lần thất bại, mình sẽ quyết định không chôn kẻ hủy diệt nữa. Và mình sẽ gánh kẻ hủy diệt lấy top 1. Và hiện tại bên bạn chỉ còn một người cuối cùng nữa mà thôi. Trong pha này bạn nào nghĩ mình hạ ngục được tên địch cuối cùng thì ấn tay vào nút đăng ký. Bạn nào nghĩ pha này đồng đội ăn kill thì ấn vào nút like. Mình sẽ tặng quà cho bạn nào vừa ấn like vừa ấn đăng ký. Một thằng đồng đội óc lợn đã nằm xuống rồi. Bên này có một cô gái đang nắm vẻ đẹp trai của thầy các em ạ. Lũ cái đầu ra là thầy cho bay nồi cơm điện ngay. Lại được mấy thằng đồng đội này nữa. Đi trùng thì đéo. Đi, lốc hết luôn rồi. Nhưng không sao, với những tình huống như này thầy cần được tất. Bên họ chỉ còn hai người nữa thôi. Hai thằng thì hơi ít các em nhỉ. 20 thằng vào đây thầy cũng cần tất. Đằng sau có tiếng bước chân. Á đủ mỡ dâng mồm mèo. Không ăn thì có lỗi với tổ tiên quá. Thằng này thầy bắn cho. Đái ra quần rồi. Vẫn cố gắng bú liếm thầy tí. Không chạy đi thì thầy xin nhẹ cái nồi cơm điện nhé. Xử lý xong 3 thằng thì giờ chỉ còn một thằng cuối cùng thôi. Thằng này nó bắn hay lắm. Nó cân 3 thằng bên thầy. Nhưng mà thầy sợ cái đầu bùi. Thanh niên bị thầy cho 3 viên vô chim đầu lắm rồi. Thầy có một bài kiểm tra cho các em đây. Trên tay thầy đang là lựu đạn hẹn giờ. Thằng địch nó đang núp sau thùng gỗ. Các em đoán xem trái lựu này có kết liễu được thanh niên đó không. Ấn đăng ký để chọn có. Ấn like để chọn không. Trong 3 giây 3, 2, 1. Chúng ta cùng xem kết quả nào.
Em nào trả lời đúng bằng cách đăng ký thì comment ID nhà, thầy sẽ có một phần quà đặc biệt cho các em. Gặp kẻ phản diện trong trận thì lên làm gì? Và hiện tại mình đang một thử thách siêu siêu khó dành cho bạn đây. Mình thách các bạn có thể ấn được nút like và nút đăng ký bằng mũi. Nếu như bạn nào mà làm được thì mình sẽ có một món quà siêu bất ngờ dành cho bạn luôn. Và nhớ comment ID xuống bên dưới để mình còn trao quà nhé. Thanh niên định làm gì đấy? Quay kêu tròn gặp kẻ phản diện là quay lại ủi thanh niên thoát ra được rồi. Được rồi, bây giờ bạn muốn chơi thì mình chơi với bạn luôn. Này, quay kêu tròn giờ thằng nào nhảy lên đầu thằng kia sau đó ra được là thắng đúng không? Úi trời, tuổi gì luôn, nhìn nhá, trưởng này. Ngầu liền. Nó thanh niên bị đánh bại 4 round rồi mà vẫn chưa sợ. Thôi được rồi, anh chơi với mày ra mày luôn. Keo tròn này đặt thêm keo bên trên này, giờ thì ra đằng trời. Này kẻ phản diện này. Game thủ Việt Nam làm ngưng động trong Free Fire, đỉnh không khác gì người nước ngoài luôn. Và hiện tại mình đang một thử thách siêu siêu khó dành cho các bạn đây. Mình thách các bạn có thể ấn được nút like và nút đăng ký bằng cái nắm đấm. Bạn nào mà làm được thì mình sẽ có một món quà siêu bất ngờ dành cho các bạn luôn. Và nhớ comment ID xuống bên dưới mình có tặng quà nhá. Đây là một cái video của bạn Seven FF, một trong những người mình What? Ngưng động thời gian khi đang chạy xe. Không phải những cái video mà ngưng động thời gian trên trời. Oh my god, tại sao có thể làm được như vậy ra? Không thể tin nổi, đỉnh thực sự à. Ngưng động thời gian này thì nó chỉ là một cái mẹo, nhưng mà để ngưng động thời gian khi đang chạy xe nó là một quá trình cực kỳ là cầu kỳ và phức tạp luôn. Nếu như video này đạt 5.000 like thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách ngưng động thời gian khi địch đang bay trên trời.